quần đấy hả? Là cái quần đấy. Ừ. Mặt xinh nhỉ? Mặt xinh không? Quá xinh. Không mình tôn trọng. Mày đừng nhìn. Xinh không? Xinh. Mày đừng làm mất tự nhiên. Ừ. Làm luôn. Cái em ấy. Đây là chiếc mắt nhỉ? Sinh sinh không tìm vết. Quay thế là đồ. Ừ, thế là đồ đấy. Về là có ảnh thì ngắm. Nhưng mà về chỗ bằng thì về chỗ mình. Hả? Nhưng là về tới chỗ mình luôn. Chắc là chỗ này là về rồi. Chỗ này chưa nữa. Vẫn còn nhiều chỗ chơi nào. Về xem tiếp. Bây giờ về ga thì tính tiếp chứ. Ga nào bây giờ về ga nào? Về bàn chéo. À tới bảy. Anh không về đấy, về là tao nhà. Bàn chéo. Chỗ này về bàn chéo. Cái này thì là cái này trái màn hình ấy, xin qua trái màn hình đấy. Tay tay kia cũng đi coi chỗ này nha. Hai anh em thi nhau quay hay ai quay nhiều nhá. Tránh cái ba lô của mày ra. Tránh à? Không quăng lộ á. Mỗi giờ tao thấy cũng cầm à. Lộ rồi anh ơi, lộ rồi. Tao lấy điện thoại. Mày đến thôi em đi. Coi. Nó lại cầm cái tay cờ tay chân mà lôi nó được kiểu. Cái quay chân thôi. Còn mặt ấy cứ lên đi. Mày đổ phát xuống nó đi. Bây giờ chứ. Trên nó đấm rồi. Thằng bên cạnh nó đấm rồi. Chờ nó nào. Kiểu cháy. Nhưng mà cứ nhìn camera GoPro của tao. Sợ quay chân. Cái máy ảnh không lộ được, lộ mỗi GoPro. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.